ngày hôm nay các bạn Jimmy sẽ cho quý anh chị các bạn một cái cẩm nang vàng một cái chìa khóa vạn năng luôn Jimmy nói thật sự để quý anh chị có được cái chìa khóa này đó quý anh chị có thể đánh giá bất cứ đồng cô nào hiện tại trên thị trường sao good right và mình sẽ phân tách là khi mà mình có được cái chìa khóa này và đây là cái chìa khóa Jimmy áp dụng hàng ngày khi tìm những đồng cô nào để đánh giá và khi quý anh chị có được cái điều này rồi đó quý anh chị có thể là chủ động để đánh giá những đồng cô nào mình muốn trên thị trường ok và khi quý anh chị có được cái chìa khóa này nó giúp cho quý anh chị rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới khi về vấn đề đầu tư ok thì ngay đầu tiên á chị mình sẽ nói tới long là, là đây là đây là năm cái tiêu chí năm cái framework để ba em mình tìm ra được những cái đồng khôn mà tiềm năng có thể 10x trong mùa downtrend trong mùa uptrend nói chung trong mùa nào nếu mà mình follow cái framework này cơ hội. Ok, chị mày không dám nói chắc ăn 100% tại vì không có gì gọi là chắc ăn 100% nhưng nếu for là đúng cái framework này, chị mày dám nói với quý anh chị luôn. Cái cơ hội quý anh chị thắng cao hơn rất là nhiều và chính bản thân của chị mày đây. Trước đây nếu mà chị mày có được cái formula này đó, chị mày sẽ xếp tiền rất là nhiều và rất là nhiều và thậm chí hiện tại ngay bây giờ trên thị trường luôn là những cái quỹ đầu tư họ chưa chắc có được cái formula này. Tại sao? Tại vì bản thân của Jimmy đây, Long biết đó là Jimmy đã là venture capital và Jimmy đã từng trò chuyện với rất là những cái quỹ đầu tư bị the scene. và những cái quỹ đầu tư khi mà họ đầu tư đó họ cũng formal rất là nhiều luôn họ đẩy tiền vô rất là mạnh và nhiều khi họ cũng không có chắc những cái dự án kỹ tới như vậy nên thấy okay? rồi cái điều đầu tiên mà chuyên muốn nói tới đó khi mà mình chọn một cái dự án đó cái chìa khóa quan trọng nhất đó chính là disruptive product Long là sản phẩm đó nó có đột phá đột phá hay không có nghĩa là sản phẩm đó có đột phá hay không nghĩa là gì là thứ nhất mình phải đặt một câu hỏi là sản phẩm hay là đồng côn đó nó có gì đặc biệt quên chị sản phẩm hay là đồng côn đó có gì đặc biệt thí dụ như là Changlin, Cordano, hay là thậm chí Dogecoin nó có những cái gì đặc biệt chứ mình sẽ không nói quá sâu về phần Dogecoin nhưng mà chỉ mình đưa một cái điển hình, Tesla có những cái gì đặc biệt? Và sản phẩm đó hay là đồng côn đó hay là công ty đó có thay đổi được thế giới hay không? Còn nếu không thay đổi, đổi được thế giới là, là sản phẩm hay là đồng côn đó, đó, nó có thay đổi được cái ngành nghề đó hay không? Đưa ra một cái thí dụ cụ thể, Solana tạo ra với một cái chức năng là rất là nhanh và cái phí của nó rất là rẻ và hiện tại Solana là một trong những cái đồng coin rất là nhanh và tiện lợi nhất trong cái ngành của GameFi trong những cái ngành của Mutual thu hiện tại ngay bây giờ và Solana nó có cái thế mạnh trong cái vấn đề đó và mỗi đồng coin hiện tại ngay bây giờ nó có thể có được những cái thế mạnh nhưng mà anh chị phải coi là cái đồng coin đó nó có được một cái điểm gì nổi trội trong cái ngành nghề đó hay không nó có thay đổi được thế giới hay không ví dụ như là Tesla chế ra một cái xe điện là đầu tiên thay đổi được những cái xe gas và trở thành giúp cho môi trường á là tốt hơn. lòng thấy không? Ok. Cái kế tiếp đó là quý anh chị phải đặt câu hỏi là sản phẩm đó có giải quyết được cái vấn đề gì to lớn hay không. Nếu mà quý anh chị đầu tư vào một đồng côn mà nó không giải quyết được một cái vấn đề gì to lớn đó thì cái đồng côn đó thực sự ra trong tương lai người ta chỉ formal và không có cái giá trị nhiều cho máy Nha quý chị nha Cho nên quý chị phải coi là Cái startup đó Cái đồng côn đó có giải quyết được vấn đề gì không Chỉ mình đưa một cái thí dụ để hình cụ thể Thí dụ như là Uniswap Chế ra đầu tiên Là để giúp cho Cái hệ sinh thái của Ethereum Để swap cái đồng côn Một cách tiện lợi Đổi tiền Ethereum Qua một cái đồng tiền nào khác nó giống như là bây giờ quý anh chị từ Mỹ mà về Việt Nam thì phải cần tới ngân hàng để đổi tiền. Thì Uniswap quý anh chị có thể swap đồng Ethereum qua một cái đồng USDT hay là USDT qua đồng Ethereum chỉ mình nó giả sử như vậy. Thì nó là cái nền tảng đáp để giải quyết exchange những cái đồng coin. Binance chế ra để giúp cho những cái người có thể exchange mua, buôn bán mua vô bán ra là Binance là một trong những công ty đầu tiên Robin Hood cũng như vậy Robin Hood chế ra là giúp cho mọi người bình thường không có biết tắt để có thể đầu tư vào cổ phiếu nó giải quyết được những problem to lớn và cái điều mà kế tiếp chị mình muốn nói với quý anh chị đó là hiện tại ngay bây giờ đó cái đồng côn của quý anh chị đầu tư nó có được những cái điều gì đó và những đồng côn khác có hay không hoặc là hiện tại có ai đã có cái sản phẩm đó hay là cái đồng cô nó tương tự hay không. Long thấy ví dụ như là những những cái cô mà game file đó Long. Nó ra một loạt luôn. Và game này, game này, game này, game này kia kia nó tương tự giống nhau hết, nó không có gì gọi là đặc biệt cả. Long Long đồng ý không? Nhưng mà ví dụ như là thằng Step là công ty đầu tiên nó ra về gọi là mutual Và mình có thể chạy bộ để kiếm tiền chứ mình nó giả sử như vậy. Và nó là công ty đầu tiên ra cái vấn đề đó thì nó giải quyết được một cái problem rất là to lớn là người ta motivate cho người ta để chạy bộ để kiếm tiền giả sử như vậy đó là một cái great idea ok và sau đó cái đối thủ là ai đối thủ của nó là ai ví dụ như là tesla lúc mà ra thì không có đối thủ trong cái vấn đề xe điện nhưng mà sau này tesla sẽ có những cái đối thủ như là thí dụ như là toyota hay là ví dụ như là neo hay là expand giả sử như vậy thì mình phải coi ok và cái quan trọng hơn nữa khi mà chi mình chi mình nhớ đó khi mà mày đầu tư vào trong những cái dự án private đó và Jimmy có gặp được những cái người founder mày hỏi một câu vision của bạn là, là điều gì mình phải thấy được cái vision cái tầm nhìn của cái người đó là gì khi mà Jimmy trò chuyện với một người founder họ, họ nói là tầm nhìn của họ sẽ kiếm được số tiền bao nhiêu cả trăm triệu mà trở thành tỷ phú hay là gì đó là mày phải coi lại nhưng mà thường thường á, những cái dự án á, mà thực sự nó tồn tại lâu dài đó thì họ sẽ có những cái tầm nhìn thí dụ như là họ muốn build ra được một cái hệ thống để thay đổi cái thế giới này như thế nào. Thí dụ như là Tesla muốn chế ra được cái xe điện để giúp cho cái môi trường nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và hay là ảnh muốn Build ra công ty SpaceX để đưa người lên mo để sau một ngày một ngày nào đó là khi mà cái vũ trụ mình nó bị destroy thì mình có được một cái vũ trụ khác giả sử như vậy. Nó phải có một cái mission to lớn. Thí dụ nếu mà chỉ mình đầu tư vào trong một cái công ty GameFi hay là một công ty DeFi, thí dụ như là cái, cái người founder nói với chị mình câu này, tôi muốn build ra được một cái game mà thực sự nó giải quyết được cái vấn đề này hiện tại ngay bây giờ tôi thấy được trên thị trường và tôi rất là đam mê tại vì tôi đã trong thời gian vừa qua tôi đã chơi game từ nhỏ cho đến lớn và tôi hiểu được cái problem như thế này và bây giờ dù không có trả tiền cho tôi 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 vẫn sẽ chế ra cái game này và cái game này nó nó sẽ làm được những cái điều này to lớn trong tương lai và những người game sẽ rất là thích thì khi mà họ, họ họ, nói được về cái vision của họ cái sự đam mê của họ đó thì chim Jimmy cảm thấy cái sản phẩm này nó giải quyết được những cái problem đó và cái quan trọng nhất á, là cái người founder nó phải có một cái tầm nhìn nhưng mà không phải là vì tiền ở trong đó nhưng mà nó phải thay đổi một cái điều gì đó thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng không biết Long có bổ sung gì thêm không trước khi Jimmy nói về phần founder không không Jimmy nói chung nãy giờ cái gì Jimmy nói là rất là chính xác ok thì quỳ khắp lại đó quý anh chị và các bạn đó nếu mà hiểu được cái phần này có nghĩa là cái tiêu chí đầu tiên đó là mình phải tìm được một cái công ty một cái đồng côn nó bột phá và nó giải quyết được những cái problem và cái đồng côn đó nó phải có một cái vision đặc biệt hay là cái công ty đó nó phải có một cái vision đặc biệt gì đó có thể thay đổi thế giới ngành nghề thì cái đồng côn đó rất là cơ hội rất là cao để 10x nếu anh chị hiểu được cái phần này trước khi chị qua cái phần số 2 thì bấm vào chữ yes giùm chị mình nha. Và make sure nó phải shop được cái big problem nha. Ừ. Nó phải solve được problem. Thường thường người ta mua, người ta mua bất cứ gì là phải shop được cái problem. Đó. Chứ nguyên trang là Amazon nó solve được cái biggest problem. Đó, mua đồ trên mạng. Ok. Rồi. Cái phần kế tiếp đó là Long, chị mày muốn nói tới như thế này nè là cái người founder và team. Cái người founder và team rất là quan trọng lòng. Tại vì sao? Chị mày thấy có rất là nhiều cái idea hiện tại ngay bây giờ ở trên thị trường. Rất là nhiều. Và một trong những cái problem trước đây của chị mày đó là chị mày thấy idea quá hay đi. chị mày khoái, chị mày đầu tư vào trong những cái idea đó tại vì idea quá quá good luôn. Nhưng mà thực sự ra bây giờ đó những cái project, những cái dự án đó họ rất là thông minh. Họ có ID quá hay luôn Để, để attract những cái người investor Như là Jimmy Như là mọi người Nhưng mà thật sự Jimmy nói với quý chị ngày hôm nay ID is shitty Là ID là ghét Chị mày nói thẳng luôn Thật sự ai cũng có thể có biết ID hết á Nhưng với một cái người founder có tầm nhìn Một người founder nhiệt huyết Một cái idea đơn giản Họ cũng, cũng có thể biến thành một cái great idea Nhưng đối với một cái người founder á mà không có tâm, không có tầm và không có được cái sự success track record trong quá khứ đó thì dù một cái big idea họ cũng biến thành một cái city idea chị nói thật sự là như vậy cho nên á, cái điều mà chị mình muốn nói tới đây đó là founder đó khi mà đầu tư vào một cái dự án đó Startup hay là một cái đồng cô nào đó chứ quên chị chỉ phải coi là cái người founder đó có phải là x factor hay không cái người founder x factor nghĩa là gì long thì có phải là một cái người founder đó, họ có tài để lãnh đạo. Họ có tài để build team và quan trọng hơn nữa, họ có tài để giải quyết problem. Cái điển hình là cụ thể là Elon Musk. Cái lúc mà công ty Tesla, công ty SpaceX gần như là phá sản. Ảnh là cái người mà phải đi motivate, đi trò chuyện với NASA để lấy những cái contract và để giải quyết rất là nhiều cái problem behind the scene. Ảnh là cái người engineer, ảnh là cái người marketer ảnh là cái người work rất là ho behind the scene thậm chí ngủ tại factory của anh luôn lòng thấy không rất là nhiệt huyết x factor là những cái người founder luôn luôn work hard và lắng nghe những cái lời nói của nhân sự của họ ừ. Là, ừ. là những người chịu học hỏi giống như trang như là cái anh chàng mà facebook á Mark Zuckerberg khi mà anh khởi nghiệp anh là anh là những anh là người học sinh à, chưa ra trường hover, chẳng biết gì cả về kinh doanh À, chỉ biết về cách là coding mấy cái đó thôi đó là một cái ý tưởng nhưng mà ảnh chịu học hỏi chịu lắng nghe chịu chịu uh, chịu ho quốc nói chung là ảnh có những cái cái x factor trong cái con người của ảnh anh chưa bao giờ thành công kinh doanh hết ảnh à, có rất là trẻ nhưng mà ảnh có những cái, cái x factor trong đó à, như là steve jobs ngày xưa ả à, có những cái x factor À, phải làm sao à, để làm cho cái công ty nó nó thành công để kiếm được những người tài giỏi vào công ty à, có những cái cái tố chất đó thì mới có à, mới mới đưa cái công ty nó thành công được à, wow. đó đó là như vậy chính xác thì bây giờ chị mày đã nói về cái người founder à, phải có những cái tố chất như thế nào rồi nhưng bây giờ là cái chìa khóa là long cái 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 này là cái key nè Jimmy hồi, nhớ hồi xưa đó là Jimmy à, trò chuyện với những người founder à, chị mày không muốn không muốn nói cái công ty ra cũng không muốn nói là những người founder nhưng mà tóm lại là những người founder tại Việt Nam đi ok và chị mày cũng đã có những nói chuyện với những cái người founder mà tại những quốc gia khác luôn nhưng họ có thể nói rất là hay ý tưởng rất là disruptive rất là tuyệt vời luôn ok và founder đó nói chuyện rất là hay nói ra là giống như là có tâm có tầm hết tất cả mọi thứ luôn nhưng mà có một cái điều mà chị mày quên hỏi họ lúc đó thiếu kinh nghiệm là như thế này. Là cái người founder đó đó là đã thành công kinh doanh bạc triệu chưa? Cái này là cái kêu rất là quan trọng. Tại vì á sao chim mày nói cái điều này rất là quan trọng là khi mà chim mày đầu tư bất cứ những cái dự án nào trong tương lai và đặc biệt là startup chim mày phải make sure cái người founder phải thành công kinh doanh bạc triệu. Tại sao chim mày nói cái điều này? Tại vì khi mà cái market mình up trend biết đó, ai cũng có thể formal gây quỹ để kiếm tiền. Nhưng mà khi mà cái block này nó trend đó Chỉ có những người founder thật sự nhiệt huyết Làm việc có cái tâm Không từ bỏ dự án Và phải có kinh nghiệm Kinh doanh bạc triệu Tại vì sao? Muốn kinh doanh bạc triệu đó Long không? không phải là một sự dễ dàng Họ phải có được cái kỹ năng Có được, được tài lãnh đạo Biết được kỹ năng giải quyết vấn đề Khi gặp khó khăn Thì khi mà họ có được những kỹ năng đó đó Cơ hội họ sống sót qua cái mùa downtrend đó Rất là cao rất là cao. Long nhớ đó, mấy anh em mình cách đây khoảng chừng mười mấy năm về trước đó, cái lý do mà mấy anh em mình thất bại đó, long biết là là gì không? Tại vì mình thật sự mình chưa kinh doanh bạc triệu, mình phải trải qua rất là nhiều cái sự thất bại, bị 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 vấp ngã, bị chày da chóc dậy, mình mới học được rất là nhiều cái kỹ năng, mình phải đi rất là nhiều cái hội thảo, long, long thấy không? Mà khi mà mình có được những kỹ năng đó rồi đó, nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Thì đó là những cái key rất là quan trọng. Ok. Rồi thì cái phần kế tiếp nữa đó chị mày muốn nói tới là là như thế này à, không phải là chị mày chia sẻ hết tất cả những cái vấn đề này giống như chị mày nói là mình sẽ thành công 100% phần trăm đâu thực sự ra thành công nó đến với mình không dễ chút nào nhưng mà cái cơ hội mình có mình thắng được đó, nó cao hơn nó giống như là mình vô thôi thâu đầm vậy đó khi mà mình biết được cái kỹ năng để chơi bài trong một cái bài xì tố thì cơ hội của mình đó, nó thắng cao hơn còn nếu mà mình mình bị xui đó thì thực sự ra mình chơi lật ra con nào con ấy đều bị bad beat hết đều bị người ta thắng hết nhưng mà đi lâu dài cơ hội mình thắng rất là cao kế tiếp đó là cái người founder đó đó nó phải có được một cái đội ngũ developer lắm ví dụ một cái dự án nó phải có một cái đội ngũ developer đi theo cái người founder phải có kinh nghiệm nha lâu nha rất là quan trọng developer trong team phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó nó phải có ví dụ như làm game thì những người developer phải có những kinh nghiệm làm game khi mà chế ra những cái defi đó thì những người founder đó và những người developer phải có được những cái kiến thức về finance, về banking để giống hình là chế ra được những cái sản phẩm đặc biệt và có thể giải quyết được những cái problem khi mà xảy ra. Long có đồng ý không? Ừ. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó Long, đây là cái điều mà mày học được nè. Là nếu trước đây đó Long biết đó là khi mà Jimmy thấy một cái dự án đúng không? Và sau đó cái người founder vào, sau đó họ bỏ quá trời người ở dưới cái, cái dự án đó luôn. Thì mình thấy, ô cái dự án này cũng ngon à, quá trình người vào luôn, quá trình người vào luôn, mình nghĩ là dự án nó tốt. Nhưng mà cái problem á, mà to lớn đó, là mình thật sự chưa đi sâu vào cái dự án đó để hỏi cái câu này nè. thực sự ra cho mình hỏi, những người developer trong cái team của bạn đó, họ có all in với dự án hay không? Họ đang làm part-time hay, là, hay là đang làm full-time? Tại vì á, nếu mà long coi đó, hồi xưa lý do mà Facebook thành công đó là Mark Zuckerberg là cái người founder nghỉ học Harvard nghỉ học Harvard và sau đó đó Mark Zuckerberg đưa những cái người học sinh đó nghỉ học luôn và go all in với cái dự án của Facebook Steve Jobs cũng như vậy Long thành lập ừ. Up, những người founder đều đều nghỉ hết thì, và... thì cái anh anh mà mà tạo cái bài cũng vậy thôi cũng nghỉ cái công ty và bán hết tài sản đầu tư vô crypto Jack cũng như vậy Long chắc là khi mà khởi nghiệp đó là ông tập trung hoàn toàn và những người developer đi theo ổng đó đều nghĩ hết và tập trung vào trong cái phần Alibaba thôi cho nên họ mới có sự thành công cho nên nếu quên chị coi lại những công ty mà thực sự thành công trong thời gian vừa qua đó đa số đa phần những người founder những người dev đều làm việc full time và tập trung go all in quyết tâm thành công cho dự án thì họ mới có sự thành công chi mày nói là như vậy ok và cái phần số 3 đó đây là một cái phần nhỏ thôi quên chị biết đó nói chung là trước đây đó khi mà chị bị đầu tư đó thì chị mày thấy á, là có những cái bắt cờ mà bự nè ví dụ như là TR nè thấy những cái người như là Animal Brand nè thấy những cái người như là giống như là những cái thằng mà mà, mà đầu to mà, mà bự đó nó vào đó là chị bị khoái lắm ah, ok là là thấy mấy thằng này nó vào là là ngon rồi thấy những người advisor mà nổi tiếng những người KOL nổi tiếng vào là mình nghĩ thấy dự án này thấy ngon nhưng mà mình quên đi một điều đó thực sự ra đó quý chị những cái người mà advisor những cái người vc á nếu mà ngày hôm nay chị mày nói với quý chị đó đôi khi những cái store up những cái đồng cô mà nó, mà nó còn nhỏ đó vc mà vào mà càng nhiều đó là càng nguy hiểm một cái dự án nhỏ mới ra mà vc mà, mà vào càng nhiều đó cái dự án nó có cơ hội rất là cao sẽ bị bệ tại sao tại vì khi mà dự án nó lên á vc nó bán tháo chạy hết Chị mày nói thật sự là như vậy đó Và chị mày muốn nói tới như thế này nè Thường thường đó Những cái dự án khi mà có những người founder Mà có tầm nhìn, có một cái đội ngũ đẹp Mà cực kỳ vững chắc Thậm chí họ không có VC backup Họ không có advisor backup luôn Họ vẫn thành công Nhưng một cái dự án mà thật sự ra Nó có quá nhiều VC backup, có nhiều advisor Nhưng mà những người founder không có tầm nhìn Những người founder không phải là X-Factor, những cái developer mà không go all in cũng sẽ thất bại. Cũng sẽ thất bại. Và cái điều này thực sự ra đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên khi mà chị mày đầu tư những cái đồng coin mà còn mới đó mà chị mày thấy quá nhiều VC vào đó chị mày sẽ rất là cẩn thận luôn và sẽ coi lại rất là kỹ luôn và quá nhiều VC vào chị mày sẽ không vào. Ok. Ok, kế tiếp đó là dự án đó có raise fund được nhiều không? Tài chính của dự án đó như thế nào? có đủ duy trì qua mùa đau hay không thì chim mình sẽ phân tách cái phần này à, cho mọi người biết ví dụ đó long khi mà long đầu tư vào trong một cái dự án đúng không sau khi long coi những cái founder những cái team dev mọi thứ tốt hết tất cả mọi thứ rồi thì trong cái quá trình cái đồng cô nó họ gây quỷ đó thì chim mình sẽ đưa ra một vài cái điển hình cụ thể cho long coi thí dụ um, trước đây đó chim mình có đầu tư vào một cái dự án nhỏ um, là defi thì cái dự án đó là một cái store up Long biết đó nó gây quỹ 33 triệu đô la Nó gây quỹ 33 triệu đô la Chứ mày có có advice cái người founder nó là Tại sao mà phải cần gây quỹ nhiều tới như vậy Mày không cần phải gây quỹ nhiều tới như vậy Tại vì sao khi mà mày lên cái dự án của mày đó Thì mày phải cho token những người VC Cho những người KOL và sau đó nó sẽ bán xạ những cái phần token mà chỉ bị advise cái người founder cái người founder không nghe nhưng mà đến ngày hôm nay cái dự án thất bại Chứ mày không không muốn nói cái tên ra thường thường á nếu một cái dự án nhỏ mà họ gây quỹ quá nhiều mấy chục triệu thì cái cơ hội họ thất bại rất là cao tại vì sao họ không cần phải gây nhiều tiền tới như vậy nhưng mà nếu mà muốn gây quỹ đó long nó phải chia ra nhiều công đoạn thí dụ như là, là thằng Cello khi mà nó mới ra lò nó gây quỹ số 1 để nó chế ra sản phẩm hay là nó nó cần phải à, mướn những cái đội ngũ của nó để thành lập cái sản phẩm của nó và sau đó nó đạt được một cái milestone một cái roadmap gì đó nó nó mới gây nó mới gây quỷ một cái series số 2 cho nên long thấy đó ví dụ giả sử đi long coi cái thằng mà logan paul nó mới ra một cái energy drink chứ mình nói giả sử như vậy là nó gây quỷ đầu tiên series 1 để nó chế ra cái sản phẩm energy drink và nó thành lập cái đội ngũ sau khi cái đó nó, nó làm cái điều đó xong đó nó có kết quả nó có sale rồi đó thì bắt đầu nó mới nói là bây giờ mình đã có thành tựu mình có sale rồi thì mình muốn bán sản phẩm đó tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới hay là nó muốn bán sản phẩm đó tới quốc gia châu Âu đi thì lúc đó nó mới gây cái, cái quỹ nó gọi là series số 2 để nó phát triển cái hệ thống của nó nó phát triển cái sản phẩm của nó cho nên khi mà gây quỹ đó nó phải có cái công đoạn để gây quỹ chứ không là tiêu và thực sự ra chi mày muốn nói với mọi người như thế này đây là những thông tin cực kỳ quan trọng khi mà mày đầu tư những đồng coin nhưng mà chi mày nói thật đây là những thông tin thực sự ra không phải ai cũng muốn thấy chim mình nó thật sự. Làm biết tại sao? Tại nó nhiều quá nhiều thông tin. Mà thực sự ra đó ai cũng muốn là cho tôi cái đồng coin này đi, còn DN hay là Dogecoin hay là Bitcoin hay là đồng coin gì. Nhưng mà họ không hiểu được á, khi mà mình không có được cái sườn này đó. Là mình, mình sẽ chạy theo new mình sẽ chạy theo giống như là bạn bè của mình, mình sẽ chạy theo người KOL nói tùm lum la. Nhưng mà khi mà chị mày có cái sườn này đó. chị mình tự tin vô cùng. Tại vì sao tại vì chị mày đã check từ những cái sản phẩm của họ, check từ những cái người founder của họ như thế nào và sau đó Jimmy check từng cái, cái bộ phận và lúc đó đó nó tạo cho mình có cái niềm tin. Lòng đồng 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 ý không? Đồng ý. Ok. Rồi nếu anh chị biết cái phần này rồi đó thì bây giờ mình đã nói qua. Là disruptive product, số 2 là founder và team. Và cái phần số 3 đó khi mà chị mày check á là chị mày sẽ coi á là cái community Long Ví dụ như là cái dự án khối um, cộng đồng của nó trên Twitter, trên Telegram như thế nào hay là trên Discord. Thì bây giờ chị mình sẽ nói như thế này nè. Đưa hai điển hình cụ thể ra. si Long thấy là Shiba Inu không? Shiba Inu và Dogecoin. Họ hiện tại cái bây giờ, thí dụ như là họ không có những cái người founder mà thấy mặt gì đó. Giả dạ sử, ví dụ như là Dogecoin founder cũng cũng cũng, cũng, cũng rồi. Shiba Inu á, thậm chí cái người founder đó, là trong thời gian vừa qua cũng chuẩn bị rời khỏi dự án luôn. Nhưng mà tại sao Shiba Inu và Dogecoin hiện tại ngay bây giờ nó vẫn tồn tại? Long biết lý do tại sao? Không? Là nó có một cái cộng đồng rất lớn chứ Chính xác. Nếu thường thường đó, những công ty truyền thống, những công ty trên mạng hồi xưa đó, hay là những công ty stock đó, nó, nó phải cần, ví dụ giả sử có cần, cần người founder. Nhưng mà đối với blockchain đó, nó chỉ có một cái đặc biệt. Là nếu mà mình có một cộng đồng mạnh đó, thì đôi khi mình không cần cái người founder thì cái đó là cái cái đặc biệt cái điểm nổi trội của blockchain ok những công ty crypto những đồng coin crypto thì Shiba và Doge hiện tại ngay bây giờ nó có hơn 3 triệu user long không phải là một số lượng nhỏ và nếu mà long lên coin market cap long coi đó nó có hơn cả triệu mấy người hô cái đồng coin đó thì rất là khó để cho đồng coin đó sụp đổ trong một thời gian ngắn long hiểu không tại vì họ có rất là nhiều cái community đang hold đồng câu đó thì nếu mà Jimmy check một cái store up về DeFi, một cái store up về NFT, một cái store up về Metaverse, một cái store up về GameFi trong quá khứ đó quên chị biết đó là Jimmy đầu tư những cái GameFi, đầu tư những cái DeFi thì Jimmy coi community ví dụ như là 8 ngàn, 10 ngàn hay là mấy chục ngàn là Jimmy ok nhưng mà trong tương lai nó sẽ khác Long biết đó là Jimmy sẽ coi cái community đó nó phải at least 100 ngàn community. Nó phải có 100 ngàn at least hay là 80 mấy ngàn at least thì Jimmy mới đầu tư vào. Tại vì community đó đối với cái stop nó cực kỳ quan trọng. Thì Jimmy nói trong đây là một công ty DeFi, GameFi hay là một đồng coin đó mà nó mới ra đời đó thì nó phải có được một cái community at least ok là khoảng chừng 150 ngàn cho đến 200 ngàn user. Long đồng ý không? thì nó vẫn chắc cái nền nó được. Thì chị mình recommend chỗ này cho mọi người thấy, recommend. Nếu không có founder đó trong cái đồng coin đó thì quý anh chị phải coi cái community đó phải mạnh, chị mình nhắc lại thêm một lần nữa. Nếu quý anh chị đầu tư vào một cái đồng coin nào đó mà quý anh chị không thấy founder đó, thì cái đồng coin đó đó nó phải có ít nhất 500 ngàn cho đến 1 triệu user trong cái đồng coin đó để có thể chắc cú. Nếu quý anh chị đầu tư ở trong cái stop nào đó thì cái maxua sure đó là cái stop đó cái defi đó cái nft đó nó phải có 100 trăm ngàn cho đến một trăm ngàn ok Chị mình nói cái này là có thể thấp hơn chút cũng không sao nhưng mà chị mình nói là có được một trăm năm mươi ngàn thì nó đỡ hơn rất là nhiều ok nếu anh chị nào hiểu được cái phần này đó thì thay vào cái phần yes cho chị chị nha để, để cho chị, mình để cho chị mình biết được là mọi người nghe và hiểu được phần này và sau đó chị mình sẽ qua cái phần số 4 là marketing và listing nha nếu mọi người mà hiểu được sau so for đó là về ví dụ như là về founder về community về sản phẩm đó là những cái tiêu chí rất là quan trọng khi mà mình chọn ra một cái đồng coin thì quý anh chị có thể thay vào z để chị biết được ha. Ok. Rồi, right. thank you mọi người à, rất là nhiều. Ok. Thì bây giờ đó, chị mình sẽ nói tới cái phần số 4 đó chính là cái phần marketing. Khi mà mình chọn một cái đồng coin đó là sản phẩm sau đó community và cái phần hồi nãy chị mình nói tới là cái phần founder như thế nào rồi đúng không cái phần số 4 rất là quan trọng nếu sản phẩm tốt founder tốt community ok nhưng mà nếu mà không có một cái marketing mà, mà mạnh đó và một cái listing mạnh đó thì cái đồng cô đó nó sẽ bị cái problem thì cái điển hình cụ thể lát nữa chị mình sẽ đưa ra một vài cái cho cho long và mọi người coi luôn marketing và listing là tiêu chí số 4 cực kỳ quan trọng nếu quý anh chị muốn đầu tư vào những cái store up, những cái đồng côn mà còn mới và lát nữa chị Mày sẽ nói về phần top cô luôn thì đây là cái tiêu chí của marketing và listing của anh chị phải coi. Nếu không đó thì rất là nguy hiểm. Cái phần store up đó là quý anh chị phải coi là cái listing plan to after IDO và public loan là khi nào. Long biết đó là khi mà hồi xưa đó khi mà chị Mày đầu tư vào những công ty game file cũng như là DeFi Long biết đó mấy thằng founder nó, nó nói chuyện như súng luôn nó chuyện rất là hay luôn nó chuyện là tao KOL này vô nè tao có ví dụ như là thằng venture này vào tao có tùm lum tùm la luôn nhưng mà đó chị mày quên hỏi nó một câu ok để cho tao biết được á là sau khi mày gây quỹ sau khi mà mày loan IDO sau khi mày mày public loan đó thì cái listing plan của mày như thế nào lên những cái major exchange ngày nào tháng nào nếu mà lúc đó mà chim mì họ gọi nhưng mà là họ gõ vấn đề đó đó nó sẽ giúp cho chim mì rất là nhiều luôn tại vì đa số đa phần đó những cái dự án mà nó còn nhỏ đó nó khe nhất là gì là gây quỷ đó, nó bỏ chạy luôn nó... nhưng mà nếu mà một cái người founder nào mà có thể nói gọi được cái vấn đề này đó nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều và mình biết được cái dự án đó nó có một cái sự bài bản giống như là là một cái plan rất là bài bản cực kỳ quan trọng ok và chuyên mình sẽ hỏi về marketing như thế này Là thứ nhất Là khi nào cái sản phẩm đó Long Nó ra lò Cái game thì khi nào sản phẩm ra lò Ví dụ như là cái DeFi là khi nào nó lên mainnet Là cái product của nó lên mainnet Hay là khi nào cái game nó launch Đó Hoặc là chuyên mình sẽ hỏi How How do you market to traditional game or to use your product? Là nếu mà một công ty game file đó thì Long phải hỏi đó là làm thế nào để họ có thể market cái sản phẩm của họ đó tới những cái người không phải là những người crypto gamer nhưng mà tới những cái traditional gamer như thế nào để dùng sản phẩm. Tại vì á, nếu mà đầu tư game file mà họ không có biết cách quảng cáo tới những cái người mà traditional gamer tại vì những người traditional gamer là những người chơi game thường xuyên là những người đó mới tồn tại. Còn nếu mà thực sự một cái công ty về DeFi đó không? DeFi là Decentralized Finance đó, thì mình phải hỏi những câu hỏi là làm thế nào để bạn có thể móc cái này tới những cái người retail investor và những người tiêu dùng bình thường hiện tại trên thị trường. Lâu hiểu không? Để coi cái game plan của họ ra sao. Và quý anh chị và các bạn biết đó là trước đây chị mày có hỏi một cái câu này với một cái dự án à, về à, DeFi và GameFi. Họ trả lời cái câu này cho chị mày không được. Và hơn là họ trả lời cái câu này cho chị mày không được. Cho nên chị bị xếp được 100.000 đô không đầu tư vào cái dự án đó. Thì á, Chị mày coi là sản phẩm tốt và sau đó community tốt và sau đó cái người founder cũng ok và sau đó chị mày hỏi câu này. Hiện tại đó, mày nói là mày có rất là nhiều là những venture và đặc biệt là những cái người mà KOL Influencer để quảng cáo cho cái dự án của mày. Thì chị mày hỏi câu này luôn. So who is the big boy KOL in Twitter and YouTube influencer that on board and support you. Là cái người nào là cái người big KOL trên Twitter và YouTube đang hỗ trợ mày cho tao biết. Câu đó nó phải trả lời được. Tại vì sao một cái dự án mà không có những cái người gọi là top KOL tại sao Binance nó phải đi tìm Ronaldo, Messi và cái người nổi tiếng cực kỳ trên TikTok để quảng cáo do nó phải trả tiền cái vấn đề đó những cái dự án nhỏ thì nó phải có được những cái người influencer để đẩy cái dự án đó như thế nào và cái quan trọng ở đây đó là phải make sure đó là những cái người đó đó mà vào trong cái dự án KOL mà hỗ trợ đó họ phải là top quality nha long no problem tại vì trước đây đó khi mà chị mình nghe những cái tên mà quen thuộc chị mình cũng không muốn nói tên ra nhưng mà chị mình nghe tới những cái tên này đó những cái tên nổi tiếng cả triệu subscriber 500.000 subscriber là bắt đầu chị mình nhảy, nhảy vào liền luôn nhưng mà sau đó chị mình find out là những cái KOL đó là thuộc dạng gọi là permanent là tốt trình lên thị trường là bán tháo chạy luôn cho nên á là thật sự ra khi mà mình đầu tư đó vào trong những cái store up thì mình phải biết được á là những KOL nào là KOL chất lượng có tâm và có tầm đó chứ không, tại vì đa số đa phần rất là nhiều cái KOL hiện tại trên thị trường chị mình nói thật là họ được trả token for free là chỉ cần nói về dự án thôi cho cho free token luôn và thậm chí họ được trả tiền để nói về dự án đó rất là nhiều cho nên á quý anh chị nếu cái đầu tư đó phải biết được cái người KOL nào là cái người nói về cái dự án đó thì đó là những cái này nó sẽ hữu ích cho những cái người đầu tư vào trong những cái đồng tiền token rất là nhiều ok ok cái phần kế tiếp chị muốn muốn nói tới đó là bây giờ đó có nhiều người sẽ nói là À, chị mày ơi anh chị đâu có đầu tư vào trong cái phần stop đâu cũng đâu có đầu tư vào những cái côn nhỏ đó như thế nào đâu anh chị chỉ quan tâm về cái phần top côn đúng không thì bây giờ chị mình sẽ chỉ cái chìa khóa để đầu tư vào phần top côn để mình coi cái tiêu chí về marketing và listing như thế nào thì bây giờ chị mình sẽ đưa điển hình cụ thể nè long thấy thí dụ ico mì có thể gọi là top côn đúng không long right tại vì chị, chị đang nói là top con là những cái cô nào mà nó trên khoảng chừng vài trăm triệu đi lâu ha ok sale cũng gần như là hơn nửa tỷ thì cô cũng như vậy thì bây giờ mình còn xin cái này là top call potential đi thì mình phải đặt một câu hỏi ra là cái list plan của cái đồng coin cô hoặc là sale hiện tại đó trong 6 cho đến 12 tháng đó là như thế nào để lên những cái sàn to lớn long lòng đồng ý không và <laughs> đầu tư vào trong Ecomi hay là Celo hay là một công ty nào đó Long phải hỏi là hiện tại cái đồng côn đó, đó là nó đã có user dùng cái app chưa ví dụ như là Ecomi thì nó có cái app là VV thì hiện tại nó đã có user user nó có tăng trưởng hay không nó, đã có mấy trăm ngàn chưa hay là mấy triệu chưa Long đồng ý không và sau đó đó ví dụ như là cái đồng côn của Celo, ví dụ nó không có app hiện tại ngay bây giờ thì nó có những cái đồng côn khác nó có những cái đáp khác để kết nối với cái hệ sinh thái của Celo hay không? Thí dụ như là những cái đáp về DeFi, những cái đáp về staking, những cái đáp mà về thí dụ như là lending nó đang dùng cái hệ sinh thái của Celo hay không? Câu trả lời là yes. Cho nên đó là lý do tại sao Jimmy đang thích về cái phần Celo giả sử như vậy. Hiện tại cái đồng côn đó, cái dự án đó đã được expand phát triển qua những cái quốc gia khác chưa? Nếu đã được rồi thì bao nhiêu cái quốc gia hiện tại ngay bây giờ đang dùng. Thì cái lý do mà chim hỏi cái điều này đó là chim mày muốn biết được cái sự phát triển về marketing của nó trong thời gian vừa qua ra sao. Long biết đó, nếu mà Eco mày trong một năm sắp tới đó mà không có cái sự phát triển đó là không có list lên những cái major exchange, long chim mày sẽ có một cái câu cái câu này nè, cái question mark, một cái đánh dấu hỏi to lớn cho Eco mày. Và có thể là chim mày sẽ rút lui từ Eco mày nếu mà trong một năm sắp tới nó không có sự phát triển tại nó nói hoài long à, thấy không nó nói hoài nhưng mà trong thời gian vừa qua nó làm chưa được những cái điều đó nhưng mà chị mày thấy được cái sự phát triển của Eコーベ có nhưng mà nó hơi chậm thì bây giờ đó chị mình vẫn đầu tư vào nhưng mà chị mình đang coi mà nếu mà chị mình không có những cái tiêu chí này đó thì chị mình sẽ không thể nào đánh giá công ty đó như thế nào được tại vì chị đang coi là à Eコーベ đang tập trung phát triển user tăng trưởng rất là nhiều họ có được những cái phần license từ những công ty Marvel và Disney OK tốt và nó đang expand tới những quốc gia những công ty game file khác cũng đang dùng tới Eco Micon, ok? Và sau đó Long biết đó là mình phải đặt câu hỏi là number of celebrity and big KOL endorse và dùng sản phẩm đó. Thí dụ như là đồng tiền Celo, đồng tiền Binance hay là đồng tiền crypto hiện tại ngay bây giờ có những cái celebrity nào mà to lớn hay là KOL nào to lớn đang giới thiệu và endorse về cái sản phẩm đó. Thí dụ crypto app thì có Matt Damon là một cái người Hollywood rất là nổi tiếng tại Mỹ. Binance thì có Ronaldo, có Messi và có cái người mà nổi tiếng nhất trên TikTok. Celo hiện tại bây giờ có ai đang hỗ trợ cho Celo hay không? Ecomi hiện tại bây giờ có ai mà nổi tiếng nói về Ecomi hay không? Nếu chưa có thì bỏ chữ nô no như thế này và mình sẽ đánh giá từ từ. Sau đó Long biết đó, là number of retail location offline và business online using it. Những cái đồng coin như là Ecomi, Cello hay là Dosco nó mình phải đặt câu hỏi là hiện tại những cái thấp coin như là Cello, Dosco, Cordano, Ecomi hay là Cello đã được những cái retail location offline như là nhà hàng, khách sạn, hotel hay là những người bình thường dùng tới chưa? Hay là những cái business kinh doanh trên mạng có dùng tới chưa Long? Một trong những cái điều mà Long thấy trong thời gian vừa qua Dogecoin đúng không? Nói giả sử đã được những cái co dealership, đã được những cái business trên mạng từ từ dùng tới Dogecoin Long đồng ý không? Thật, có thể là Tesla hay là những công ty khác dùng tới Dogecoin trong tương lai, những cái AM, AMC, thì có nghĩa là nó đang phát triển về cái phần marketing. Đó là những cái điều rất là quan trọng. Quý anh chị đầu tư một thời gian dài không thấy sự phát triển gì hết từ user, à, celebrity cũng không có nói về sản phẩm này. Không, cũng không có qua dùng tới hết bây giờ cái phần á, revenue of product á, là cái số tiền á, mà sản phẩm đó thu lại thằng thì thường thường á, là những cái app ngay bây giờ những cái đồng coin mà mới như là Ecomi, solo hay là thậm chí như là solana thì mình nói giả sử đôi khi họ cũng còn mới quá thì mình cũng có thể chấp nhận được là lúc ban đầu nó chưa có cái lợi nhuận long đồng ý không nhưng mà nó phải có được một vài cái điều ở trên Lâu có đồng ý không? Ừ. Và cái phần cuối cùng chi mình muốn nói tới về cái phần marketing đó Đó là cái công ty roadmap trong 6 tháng cho đến một năm sắp tới như thế nào Mình phải coi cái roadmap của công ty đó đưa ra đó Họ có phát triển trong 3 tháng, 6 tháng, một năm Có đúng theo cái quy trình hay không Và mình phải đánh giá từ 1 cho đến 10 Tốt hay là xấu Tại vì những công ty họ có thể nói cho đã luôn Nhưng mà họ làm không đúng cái hành trình đó Mình phải coi lại mình phải coi lại cái hành trình. Thí dụ công ty Ecomi, chị mày đầu tư vào nhưng mà họ migrate từ từ cái giống hệt là từ một cái ecosystem GoChain qua tới Ethereum nó tốn gần như như là cả năm trời chậm, rất là chậm luôn. Chị mày phải đánh giá lại là lý do tại sao. Đó, chị mày phải question mark. Nhưng mà nó cũng đã xong rồi. Cho nên chị mày muốn nói ở đây đó, đó là những cái điều mà quý chị phải đánh giá chi mày sẽ nhắc lại thêm một lần nữa trước khi chi mày qua cái phần gọi là tokenomic và market cap, Long biết đó. Chi mày chia sẻ những vấn đề này cho quý anh chị ngày hôm nay. Đây là những thông tin rất là chi tiết cụ thể vào và trên thực tế đó, chi mày ước chi mày biết những cái điều này cách đây 4 tháng và 6 tháng trước. Tại vì nếu mà Long biết đó, chim mày mà biết được những điều này 4 cho đến 6 tháng trước đó, chắc chắn với là một điều luôn. Jimmy sẽ xếp được vài trăm ngàn là chuyện bình thường. Tại sao? Long nhớ Long nhớ là hồi xưa đâu là có những cái người nói chuyện rất là hay luôn, cực kỳ hay vision hay sản phẩm hay. Và sau đó đó nếu mà Jimmy hỏi một câu, bạn thật sự trong thời gian vừa qua cho Jimmy biết được bạn đã kinh doanh trong quá khứ bạc chịu được bạc chịu chưa? Jimmy đã từng hỏi cái câu này á, sau khi mày thất bại một dự án, mất đi cả trăm ngàn đô, và sau đó đó chim mày lấy cái 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 câu hỏi đó một câu hỏi thôi. Chim mày hỏi hai cái người founder cho hai dự án khác. Họ trả lời không được chim mày out và ngày hôm nay chị mày quyết định quá đúng luôn. Tại vì hai dự án nó thất bại. Đó. Vì một cái câu hỏi chị mày hỏi họ trả lời không được. Và tất cả những câu hỏi này đó cực kỳ quan trọng luôn. Rồi. Bây giờ chị mày á um, qua cái phần số 5. Nếu anh chị nào hiện tại ngay bây giờ đang vẫn còn lắng nghe cái video này và thấy những thông tin chim chia sẻ qua giá trị đó có thể comment ở dưới là rất là giá trị hay là giá trị để cho chim mày thấy nha ok um. rồi trong cái thời gian của anh chị có thể comment vào đó chim mì sẽ nói về vấn đề số 5 cái phần số 5 đó long đó là tokenomic và market khác tại vì á lý do tại sao đó quý anh chị và các bạn đó chỉ mày thích bitcoin chứ không mà không phải là không thích bitcoin nhưng mà với một số tiền nhỏ mà mình đầu tư vào đó long cái market cái cap hiện tại của ngay bây giờ của bitcoin á nó lớn nhưng mà nó vẫn có cơ hội để phát triển nhưng mà nó lớn cho nên đó là lý do tại sao đó cái cơ hội để 10x đó long nó khó thí dụ như là bitcoin nó phải lên 200 ngàn đồng một coin hay là hồi xưa nó phải lên 400 ngàn đồng một coin hay là thậm chí 500 ngàn đồng một coin thì chi mình mới được 10x lâu lâu đồng ấy không nhưng nó có những cái đồng tiền khác Nó có được những cái tiêu chí Tốt như là sản phẩm bột phá Founder tốt Và có một cái community Rất là tuyệt vời Và marketing và listing plan của nó rất là hay Và cái market cap size của nó rất là nhỏ Đó là những cái hidden gem Thí dụ như là chim mày chia sẻ Về algo, về low Đối với chim này nó là hidden gem Tại vì cái market của nó hiện tại Khách của nó bây giờ rất là nhỏ Nhưng đối với những người khác có thể là nó mạo hiểm hơn thì chắc chắn rồi nhưng mà khi mà đầu tư đó là Jimmy luôn luôn tìm cái market cap để coi đó là cái điều rất là quan trọng là điều cuối cùng sau đó mình sẽ coi cái total supply của nó như thế nào current supply của nó ra sao và sau đó Jimmy muốn biết được là cái người developer đó đang giữ bao nhiêu token đang giữ bao nhiêu token tại vì nếu cái team nó long nó giữ gần như là ba chục phần token hay năm chục phần token là chim bị bỏ chạy luôn Tại sao nó giữ quá nhiều tốt trình để sau này nó có thể bán đi được lâu lâu đâu không? Cho nên cái team á từ thường thường chuyên đầu tư đó nó phải giữ khoảng chừng 20% tốt là ok. Đó, hoặc là dưới thì chị mày thấy nó phù hợp. Và sau đó chị mày phải biết được là venture hiện tại ngay bây giờ đang giữ bao nhiêu token. Tại vì venture họ sẽ bán đi rất là nhiều trong tương lai. Và chị mày muốn thấy được cái lịch vesting ra sao? Thí dụ như là khi mà một cái đồng coin họ vừa đầu tư xong thì bắt đầu á, là bao nhiêu lâu nó sẽ lên trên thị trường và cái phần trăm nó trả là bao nhiêu và mỗi tháng nó trả bao nhiêu để cho chị mình biết được thì đó là những cái phần rất là quan trọng. Cho nên khi mà chim mình đầu tư vào solo hay là algo hay là những đồng coin mà thấp coin hay là stop -up á thì chị mình muốn biết được cái phần vesting nó trả tại vì sao mỗi lần một cái dự án nó trả token cho venture đó, cho kol thì long biết và long sẽ expect đó là trong cái thời điểm đó token nó sẽ gớt lâu đâu ý không? Tại vì Đúng. không phải giữ tốc kình cả Cho nên cái điều này là điều rất là quan trọng